xin chào toàn thể các bác, hôm nay lại giới thiệu các bác một mẫu xào sẻ mới à, như mẫu xào sẻ này chỉ anh em miền trong thì là hay dùng nhất thì là hôm qua có một bác đặt hàng bên em là mẫu xào sẻ kiểu này thì em cũng hàn dư ra một bộ luôn để giới thiệu với anh em là bên em rất đa dạng mẫu bác nào cứ cần đặt mẫu như nào bên em sẽ sẵn sàng gia công mẫu như thế à, theo yêu cầu của các bác hôm qua có qua có một bác là đặt mẫu ba xào nhưng mà lại hình kiểu như kiểu xiên chả nướng hình như bồ cào tháo ra như bồ cào đây cái mẫu này đánh ba cần keo thì nói chung như anh em miền trong thì hay đánh còn miền bắc của em đánh v đánh song song bác nào cũng cần đặt mẫu nhào cứ liên hệ em sẵn sàng làm các mẫu như, như theo yêu cầu các bác đây đây mẫu xào đấy. thì hôm qua bác đặt đâm ra là em hàn thêm bộ nữa để giới thiệu với anh em luôn đây một bộ bên em như này em cũng công bố giá luôn cho các bác để các bác nắm rõ nhé cho các bác lựa chọn cho nó hợp lý một bộ ba cần sẻ ba cần keo này một cái giá đỡ này và một cần 6 mét dày 0.8 này. Bên em bán là 400 000 em bao ship rồi nhá. Đấy thì em thông báo với các bác à, đến với các bác là cái mẫu xào xẻ mới như thế. Bác nào cần cứ liên hệ trực tiếp với bên em. Số điện thoại của em là 0985 919878 hoặc là 0988 235181. À, bên em còn cung cấp cả keo keo xẻ. Nói chung là loa độ nhiều nhiều mặt hàng về nói chung là về chim sẻ máy vặt lông chim sẻ các thứ em đều có hết bạn nào cần cứ ủng hộ bên em nhé xin cảm ơn các bác xin chào các bác nhé